Chào Hờ Hen. Dạ. Ôi, con chào chú Quyền Linh. Hôm nay chú về thăm nhà con. Dạ. Hai chú cháu mình sẽ đi tìm lại những cái ký ức ngày xưa. Dạ vâng ạ. Bây giờ mình đi đâu đầu tiên nè? Đi lên rẫy chú ha. Ok đi. Rẫy à? Dạ vâng. Nhưng mà chú lái xe cày đi đi chú. Xe này hả? Dạ. Chú lái được không chú? Chưa lái lần nào. Con nghĩ là chắc được ạ. Chơi luôn, chơi luôn. Dạ. Rồi mình là cần gì mình là đây. Đây là cái gì? Đây là cái rìu để tí nữa mình lấy củi. Chú có cái cườn gùi không? À dạ không ạ. Đàn ông đi rẫy là chỉ có vác cái này thôi. À, phải bỏ cái gì này quay như vậy nè chú. À cái đồ quay đó hả? Dạ. Chú sao quay? Hồi xưa chú đã từng quay rồi. Đấy, quay. Ngồi quay xe phải đâu? Con gì ngồi quay. Chú, dạ con nhớ cái xe máy cày nhà con ngày xưa là sẽ đổ bằng cái này nhưng mà chắc cái này được đổ lên rồi chú ạ. Đúng rồi, xe máy cày đổ. Chạy đi cả nhà, chạy đi cả nhà. Nói sao? Bà ghi hướng dẫn cho chú Linh đi. Em rể của con á chú. À, tên là gì? Inoan, bà ghi. Chú vào đây nè. Sợ quá. Rồi, yeah. Bây giờ mình sẽ chờ chú Linh ve xe đã. Tại vì cái xe này có một cái nó hay quanh mình á. Nếu mà mình không có điều khiển, Hen sờ chỗ đó nên bỏ chạy. Yeah. Thường là mình lái xe cày á là chỉ có người lái ở trước thôi chú ạ. Không ai ngồi đây hả? Dạ không. Wow. Chú thấy có khác xe ô tô không hả chú? Có khác chứ. Đây là lần đầu tiên. Dạ. Yeah. Chú lái xe máy cày rồi đó. Dạ. Yeah. Xe này là con có lái được không? Dạ con lái được sơ sơ thôi, trong không có chuyên nghiệp như chú. Đây là đoạn đường mà đi rẫy cùng với cả gia đình nè. Mỗi lần mà lái chỉ có ba ngồi trước thôi, thì con sẽ ngồi đây đằng sau, xong về là sẽ có củi hoặc là tới mùa gặt thì có lúa ở đằng sau hoặc là cà phê. Mấy tuổi thì con bắt đầu đi rẫy rồi? Dạ con nhớ là khoảng học lớp 6, lớp 7 khi mà con đủ lớn á, mẹ con cũng rà rà từ những công việc nhỏ nhất cho con làm. Con làm cái gì nè? À, dạ ví dụ như là những cái công việc nhẹ là bứt chồi cà phê hay là cắt cành này chú. À. Bây giờ là người ta đã thu hoạch cà phê rồi á, mình sẽ bứt những cái chồi nó mọc lên hoặc những cái cành khô mình cắt thì đó là những công việc nhẹ. À. Còn có những công việc nặng là cái hố này nó không có này chú, mình phải đào, làm cỏ, xong rồi hái cà phê. Theo ba đi trồng cà phê. Khoảng lúc mà con học cấp 2 á, nhà con nuôi được 2 con bò. Ví dụ như ngày trời mưa như thế này là con sẽ đi chăn bò, còn ngày bình thường sẽ đi làm rẫy. Làm rẫy xong á chú là mình sẽ tiện thể mình sẽ lấy cỏ bò mang về. Rồi những ngày mưa này mình không có làm rẫy được, tại vì dù có làm cỏ thì mưa lên nó cỏ nó cũng lên nhanh đó chú, nên là mình sẽ đi chăn bò. Vời chú ạ. Chúc mừng. Dạ chúc mừng chú. Tới rẫy bằng chiếc xe lần đầu tiên. Dạ. Mình lái. Không, đâu, đây con gửi chú. Chú đâu? Chúng ta đã hoàn thành một nhiệm vụ rất là đặc biệt ngày hôm nay. Dạ. Thành công. Chú thật là giỏi. Rẫy của con là từ bên này qua. Con mang gùi để làm gì? Thường là ví dụ như là trên rẫy mà có rau nè hay là mít chín nè, thường là hái để mang về. Mình sẽ hái cà đắng này chú. Còn trái chú ơi. Nhìn buồn quá. Cà đắng này là chín chưa? Dạ chín rồi, cái này thì mình sẽ làm nộm giả. Dạ, giống có như cà pháo vậy nè. Dạ. Nhiệm vụ của con là xưa là mang cái gùi đó hái cà đắng nè. Dạ. Hái rau nè. Dạ. Hoặc là mình đựng nước mình uống để đem đi rẫy, hoặc là đựng cơm á nếu mà mình không có về nhà. Còn nhiệm vụ của đàn ông là cái là làm cỏ đúng không? Dạ. Cái này là cỏ dại thì những cái cỏ này mình sẽ làm hết. Làm cỏ gì đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà thường cỏ này là mình sẽ dùng cuốc này chú ạ. Còn cái này là dùng để phát những cái cỏ mà cao thì cao á chú. Sẽ phát ngang như thế này. Đó, chú làm cũng được quá đó hả? Dạ chú làm quá được luôn. Cà phê thì mùa nào sẽ có con? Khoảng tầm tháng 12 thì sẽ thu hoạch cà phê. Nãy con có kể chú là những cái công việc nhỏ mà con từng làm ngày trước á. Ví dụ cái cành này khô này chú. Thường là mình sẽ cắt nó đi. Trời ơi mít. Dạ. Chú biết cách mà có những cái trái mà nó hư á chú, mình phải bỏ đi á để giữ lại mấy trái thôi á. Đúng rồi, tại vì là
nếu mà mình để cái cây này nó cũng không lớn được mà nó làm hại cái cây. Dạ. Thành những cái trái này nè. Dạ. Mình bỏ đi. Dạ. Đó, để nuôi những cái trái đang ấy nè. Trái này đang nuôi được tốt nè. Rồi vườn con có mít nè. Dạ. Cái cây này cây gì con? Dạ cây này là cây sầu riêng. Rồi cây bơ đang chuẩn bị ra trái đây chú này. Bao nhiêu lâu thì trái này nó sẽ bự lên con? Dạ con nghĩ là 3 tháng ạ. Con sinh ra và lớn lên cái vùng đất này, tất cả cây cỏ đường đi lối bước là con rành hết đúng không? Dạ vâng ạ. Có bao giờ một mình con ở trong cái khu vườn này không? Dạ có. Lúc mà đi hái cà phê mà hái bói á, là thời điểm đó là ví dụ như là mọi người sẽ phân các công việc khác nhau thì con sẽ thường là mẹ hay giao đi hái bói để chiều con đi học. Sẽ có những cái trái cà phê á, là nó sẽ chưa có chín đều, nó sẽ có mấy trái là nó chín rồi á. Còn nếu mình để lại á, thì nó sẽ rụng xuống đất. Nên là mình sẽ đi hái lựa những cái trái đó thì thường những cái lúc đó là con hay đi hái một mình. Cái trái này ăn nó vị đắng đắng ngon lắm chú ạ. Có trái gì vậy? Nó gọi là trái gì? Con biết tiếng ED. ED là trái gì? Bọ liếc. Bò liếc. Dạ, nhưng mà không ăn sống nha chú. Bây giờ nó đang chín hay sống? Nấu lên thì nó chín. Cái nào mà nấu nó không chín? Trái này không có ăn sống được. Mình luộc phải nấu canh không? Dạ, đắng đắng chú ạ. Bò liếc. Bò liếc, đặc sản. Thường là nấu ăn là mình sẽ tách nó ra, xong mình sẽ lấy cái hột nó đi. Nó giống như dưa hấu non vậy đó hả? Dạ. Thì giống đúng không? Dạ. Bây giờ cho chú làm kỷ niệm đi. Dạ. Thường là giống như là một cái thử thách đó chú. Mỗi lần mà mẹ bảo là ngày mai mình sẽ nấu canh bò liếc chẳng hạn. Xong chiều là sẽ rủ mấy bạn mà ở trong buôn á. Đi ra rẫy hoặc là mình sẽ đi xin rẫy của người khác luôn. Xem ai hái được nhiều hơn. Có những mùa rẫy là hái ớt này để kiếm tiền nè chú. Coi hái ớt đi bán hả? Dạ. Hồi đó là một ký ớt là 5.000. Thường là những cái ớt này là con sẽ đi hái mấy cái xanh á, rồi hái đem đi bán. Ủa, cứ đầy gùi là sẽ về. Thôi hái mà đầy cái gùi này ớt chắc bán nhiều tiền lắm à. Dạ chắc đầy gùi này được khoảng tầm 3-4 ký chú ạ. 25.000. Dạ. Hay quá. Là có được tiền bỏ heo. Con đường này rẫy á. Thì đi ra tới chỗ mà cột bò thì thường là cứ xách bò tới xong rồi đi vào rẫy. Lại để bạt lặn này. Plan lại lặn này. Con quên. Có những con thấy kiểu như những cái ức á, nó kiểu như là nó in vào con á, nên là có những cái từ con dùng nó bị quen. Bị quen. Để con nói thử đây. Con nói gì cũng tử. Thả dạ. Tử cái tiếng giống như này con nói đi. Là nẹt là mày bạt rô vịt nào phở nục kẹ mô. Đường này rất là mòn để đi ra chỗ ruộng, để chăn bò, cột bò. Cứ đi đi lại lại á. Nên nó tạo thành một cái đường mòn. Bây giờ mình nói con đường này á là con đường của hoa hậu đó. Con thấy con là đứa trẻ xa xa quá chú ạ. Hay quậy, quậy hay phá hả? Mọi người ạ. Tới ruộng rồi chú. Đất đỏ là nó hay bám lắm chú ạ. Khu vực nào con giữ bò dạ, nhiều đâu. Cái khu này nè chú. Đây là ruộng ở nhà con nè. Con hay thả nhà con nhưng mà lâu lâu quên á là nó chạy qua ăn của người ta, ăn lúa của người ta. Rồi bị người ta la. Dạ có. Nhưng mà mình bảo là sao con bò nó ăn không phải mình ăn nên sao con bò nó ăn không phải mình ăn nên mình có la. Cái này hay nè. Ủa con bò nó ăn chứ tôi đâu có ăn đâu đúng không? Dạ. Thì mình làm gì la tôi đâu. Dạ. Con chăn một lần hai con bò hả? Nhà con hồi đó chỉ có hai con thôi nhưng mà có đám bạn chăn chung á chú là sẽ đi chung. Ngày xưa là đây cũng là làm ruộng rẫy hết đấy con hả? Dạ. Bây giờ thì có một số nhà họ đã lên bê tông rồi, có tiếng karaoke này kia ha. Dạ đúng rồi. Ngày xưa là chỉ có những cái âm thanh ếch này, nhái này, côn trùng. Chú có cái món này cũng là cái món rất là đặc sản ở quê con này chú ạ. Môn ạ. Nấu canh chua đó con. Nhà con thì chưa có thử canh chua. Chưa nấu món gì này? Hay nấu cái món cà đắng ạ. Đây là ăn được chưa? Nó còn nhỏ hay là nó bự chút xíu rồi nó ăn được? Dạ, thường là lấy cỡ này ăn sẽ ngon hơn. Cái gì mà nhỏ nhỏ chất lượng lắm chú ạ. Chết rồi, xưa vậy mà bò cháu đi được hay. Đây là rau muống mà khác ở dưới quê chú là nó sẽ bự bự không chú? Ở quê con cái gì nó cũng chút ép vậy nè. Mà ăn rất là ngon đúng không? Dạ, hồi xưa đó buổi chiều là con cũng hay đi vào đây để hái rau. Thì mình sẽ băng cánh đồng này. Dạ. Mình ra đường lớn hồi nãy để đi máy cày về đúng không con? Dạ đúng rồi. Chú, mình đi đường bờ đi chú. Thường là tụi con sẽ đi vào những cái bờ ruộng như vậy á chú. Thường đi ha. Rồi chú ơi. Đây, con sẽ đi dưới đây nó dễ hơn nè. Ôi nhưng mà dép tổ ong siêu đỉnh quá chú ơi, vẫn dính trong chân của con.
Nhưng mà hồi xưa là toàn đi chân đất không à? Khu ruộng đầy tuổi thơ. Chăn bò cũng ở đây, đi hái rau cũng ở đây. Ngày xưa lúc con chăn bò á. Dạ. Có bao giờ con nghĩ mình sẽ làm hoa hậu không? Con chưa bao giờ nghĩ tới những suy nghĩ như vậy. Ước mơ lúc đó của con là học giỏi thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào giới showbiz. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành cô hoa hậu. Con nói thật với chú là thời điểm đó là con tới lúc mà con học đại học. Học xong luôn, con cũng không có biết về showbiz. Tới chương trình đầu tiên con biết là chương trình người mẫu, xong con đi thi luôn. Xong con mới bắt đầu tìm hiểu. Ôi chú, có một con sâu dính vào tai chú. Đâu? Ôi nhưng mà con sợ con sâu quá. Con. Ở đâu? Dạ rất rồi, đó. Đó, không sao. Hồi xưa con nhớ mấy bà mà lớn tuổi trong buôn con á. Mình mà đi ra bờ ruộng của họ như thế này cũng hay bị la chú. Đúng rồi, sợ đạp lúa. Dạ, mỗi lần mà lỡ xong mà nước không có giữ nữa. Con đường hàng ngày hồi hen vẫn đi học không? Dạ vâng. Anh biết bao nhiêu dấu chân của cô học sinh ngày xưa rồi. Dạ. À. Với những cái cây me ở trên đường này là những cái gì mà thuộc ở đây là hay hái trộm lắm á chú ạ. Hái trộm hả? Dạ vâng. Bây giờ mình có thể hái me nè. Dạ. Con kéo nha chú hái nha. Có ai la không? Dạ không, chưa ai thấy chú ạ. Chưa ai thấy hả? Chú ăn thử đi ạ. Cái này thì chưa lè luôn. Ngọt quá. Ủa ngọt hả chú? Mấy này ngọt. À, dạ. Đây là cái phương cách mà con gùi mỗi lần có đồ ăn này chú. Xoay ngược lại cái gùi. Những cái con đường làng ngày xưa, học sinh đi học thì luôn luôn có những cái kỷ niệm là mình bị chọc cái này, mình phá cái này, mình phá cái kia đó. Dạ. Rồi mình hái lén trộm này trộm kia, có bao giờ hen bị la? Con nhớ là thời điểm ngày trước của con đó là hầu như là con lén sao mà ít bị phát hiện lắm chú ạ. Anh bị phát hiện đúng không? Lén đỉnh cao. Tại vì hồi đó chỉ cần nghe tiếng là họ ho thôi hoặc là tiếng bước chân là đã chạy đi rồi. Đó ví dụ như trái xoài này chú, lấy cái cây yên cái rớt một cái lấy trái chật cái cây này là lên là giật xuống thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Tí nữa mình sẽ có một cái trò chơi tuổi thơ. Trò chơi gì vậy? Dạ chơi đánh gậy á chú ạ. Đây chặt cho. Dạ. Đủ chưa? Thôi dạ. Phải chặt này đi. Dạ có ạ. Trời. Con xin lỗi. Cái đầu gối cũng còn ngon quá nha. Ồ đúng rồi. Nói tới đầu gối thì con mới nhớ là cái củi hồi xưa khi mà không có cái này nè chú. Mấy cái cây này dùng đầu gối để vẽ. À dạ. À, để con làm chia hai khúc ạ. À. Chú chờ con một xíu thôi. Hai cái cây không được đẹp lắm nhưng mà mình sẽ về với ký ức nên là mình sẽ làm sơ sơ. Xin mời tới trường của con. À, đây là trường con học cấp 2. Con thấy tất cả mọi thứ đã thay đổi đi rất là nhiều. Hồi xưa là ở sân trường này sẽ có những cái môn mà tụi con sẽ chơi, ví dụ như là bịt mắt bắt dê trốn ở những cái cây, hoặc là mình chơi chơi u. U là nhắm mắt đúng không? Dạ, chơi u. Xong rồi nắm cái tay rồi đó kéo hết hơi. Dạ. Là mình thua đúng không? Dạ vâng ạ. À, năm con học ở đây khi rời khỏi trường này là bao nhiêu tuổi? À, lúc đó là con khoảng tầm 15 tuổi ạ. Khoảng tầm năm 2008 ạ. Lúc đó 15, 16 tuổi có ai để ý gì? Thời điểm đó là ở trong trường con có thích mấy bạn trong lớp này kia trường các kiểu. Dạ có. Con thích rồi đúng không? Dạ con nhưng mà thích, nhớ một anh nào đó có tên gì không? Hay là một hồi ngại lắm chú ơi. Hay là một hồi ngại lắm chú ơi. Tức là có thích rồi đúng không? Dạ. 15, 16 rồi đó hả? Dạ, 15, 16. Con có thích thôi nhưng mà mẹ con hay lắm. Ở trong buôn mà có mấy anh mà lớn lớn á mà thích con á là mẹ bảo con thích anh này không? Để mẹ đi hỏi cho luôn. Con là được mọi người đi cưới mà đúng không? Dạ. Cưới phải tốn là con bò nè, rồi tốn 2 triệu, 3 triệu, 50 triệu gì đó đúng không? Dạ. Đàn trai đòi nhiêu mình phải trả đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi là ví dụ gia đình chồng là có bao nhiêu em gái hoặc là chị gái thì phải là làm lễ cho từng chị một.
ví dụ một chị lớn là một con heo, chị nhỏ là bao nhiêu đó. Xong rồi có ví dụ như đếm gùi củi, rồi gùi nước, có rất là nhiều cái cạch đầu dòng để đi lấy chồng luôn. Nghĩa là nhưng mà lấy được chồng về rồi thì sung sướng. Sung sướng sẽ là người có quyền. Ví dụ như là nếu mà anh có giận bỏ nhà ra đi sẽ bị phạt làm lễ. Ví dụ như là nếu mà anh đó có làm gì đó không đúng, đang là 40 triệu trả cho nhà anh đó, thì khi mà anh ấy làm những cái chuyện đó thì phải trả 80 triệu lại cho nhà gái. Gấp đôi, giống như mua đất đặt cọc mà không mua là đền gấp đôi vậy đó. Vâng ạ. 15, 16 tuổi khi con ở ngôi trường này thì lúc đó có giấc mơ gì chưa? Thời điểm đó là bắt đầu có ước mơ, tại vì thời lúc mà con học lớp 6, lớp 7 là có các anh chị sinh viên tình nguyện về. Con mới biết là học xong 12 là người ta học tiếp đại học. Lúc đó mới biết là những cái chị mà con thấy ở ngân hàng mà con thích á, là không phải là chị đơn giản là họ học xong 12 là họ làm, họ phải đi học nghề. Tại vì ba mẹ con thì không có biết nhiều kiến thức. Năm cấp 2 là con bắt đầu nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, nhiều cái sở thích. Sở thích đó làm nghề gì? Dạ, hồi đó con thích làm ngân hàng. Tại vì thấy các chị thời điểm đó đi vay nợ với ba. Thấy các chị mặc đồ rất là nghiêm túc, đẹp. Rồi có tiền cho bố mình vay nữa. Nhưng mà đúng là con theo được cái nghề đó, con đi học cái ngành đó, tài chính doanh nghiệp. Ký ức hồi nhà đó, trò chơi này là gì mà nãy con chặt cây để chú hôm chơi. Nay con có một thử thách dành cho chú, không phải là thử thách mà con muốn chú chơi với con để một phần nào đó quay lại những kỷ niệm của con ngày xưa. Là con chơi với bạn con. Hồi trước là có đất á, mình rồi, sẽ đào được lỗ, bây giờ có bê tông rồi, không có đào rồi. Chú biết trò đấy đúng không? Đây là một trò chơi cũng rất là quen thuộc với những ký ức của hàng triệu học sinh. Dạ. Người ta gọi là đánh trỏng hay là tán trỏng. Giờ con biết tên tiếng Việt. Người ta sẽ dùng những cái tiếng ê đây là gì? Ghe the. Hả? Ghe the. Tức là cái cây cây khậy. Ở miền Tây chú là trong trường chú vẫn hay chơi với bạn bè. Dạ. Làm cái lỗ xong làm cái vạch, tức là chúng ta dạ, để rồi. Cây nó nghiêng nghiêng lên nè, chúng ta dạ. Bẫy cho nó cây nó bay lên càng dạ. cao. Thì chúng ta sẽ dùng cái cây nó tán cho đi xa thật xa. Tính điểm. Ai xa nhất. Dạ. Xong mình lấy cái cây mình đo luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó. Dạ. Thì anh kia đánh 7, 8, 9 là nên thắng. Tôi thí dụ nào. Dạ. Đó. Đúng rồi. Wow. Sao đâu mình đo từ dạ. đây tới đó luôn. Đúng không? Đúng không? Dạ. Bây giờ nè, con với chú thử xem là lượng thử có ai xa hơn ai. Dạ. Nào. Bây giờ là con chơi trước hay chú chơi trước ạ? Con muốn chơi trước tùy con, cho con chọn. Dạ. Con chơi trước chú ạ. Rồi. Vạch đây đi chú. Rồi, ok. Để con né chú nha. Lâu rồi con không chơi á. Nếu mà xéo qua bên đó là các anh chị hạ người xuống nha. Chú cho con chơi lại được không? Chơi lại con, luôn. Con nhát sẽ nhát, sẽ nhát. Đây là ký ức của hàng triệu học sinh luôn. Thật ra là rất nhiều học sinh đã chơi trò chơi này. Để chú đeo cho. Để con khởi động giãn cơ bắp. Đây, chơi lại. Ủa sao nó cũng không đi vậy? Ôi chú là, ơi. Thật ra là con chọn không đúng cái cây thôi. Dạ. Cái cây chơi này á là phải là đẹp. Nó phải đẹp, nó phải dạ. láng, nó không có gồ ghề. Đúng rồi. Thường thì ở miền Nam đó, họ chọn cây dúi. Đánh nó kêu nghe đã lắm. Nó dạ. kêu một cái cốc xa thật dạ. xa luôn. Càng... Bây giờ chú nhắm mắt chứ không đánh thắng con. Rất tài sản xin. Của con. Xài nữa hả? Cái cọc gì á chú ạ? Bây giờ đánh thử cái này cho. Cho con thấy tài nghệ của chú nè, hồi xưa là chú còn chơi vậy nữa nè con. Dạ vâng. Nè. Đó. Oh. Đó, chơi vậy cũng thắng nữa nè. 1, 2. Wow. Thắng không chưa? Thấy chưa? Thế này nè không? Dạ đúng rồi. 1, lên. 2. Wow. Đó, ví dụ thế ha. Rồi những cái trò như là thấy me lén, thấy xoài lén. Nhiều cái lén lắm, ví dụ như là hai đã lén rồi, giả muối cũng lén lấy muối của mẹ rồi tới trường ăn lén tiếp. Đúng rồi. Dạ, hay trong lớp. Đang dạy đúng không? Chú nhưng mà cúi xuống như vậy dễ bị phát hiện lắm. Ủa, chứ con chuyên nghiệp rồi, chứ con chuyên nghiệp rồi. Dạ, con ngồi vậy nè, con vẫn ngồi im, cô giảng chấm chấm. Rồi cô viết là nhai. Chú lấy con ăn thử. Đây là ký ức của hồi hen nè, muối để tập đi học, bút viết. Rồi xoài. Dạ chùi vậy này, y chang luôn đó chú ạ. Chú như nào. Nhưng mà con ngày xưa là sẽ chia muối với các bạn á chú, con sẽ hái lá. Dạ đây. Dạ, bạn ơi cho con xin. À. Dạ. Cho con xin muối. Ngon quá chú ơi. Dạ bộ đang trong lớp đây chú.
ăn cái lớp làm sao? Dạ, đây con sẽ ăn trong lớp như vậy. Cô đang giảng bài, con sẽ thò cái tay con xuống dưới cầm bàn, con chấm chấm. Xong rồi cô bắt đầu xuống giảng thì con im. Rồi cô quay lên viết. Quay đi. Ngày xưa ta nói là phá làng, phá xóm, phá vườn, phá từ này kia đó. Nhưng mà không có ký ức là không vui. Thật ra mình phá chút chút cho nó vui thôi, chứ không nên phá nhiều đâu. Tôi lần đầu tiên ăn xoài hoa hậu. Ngay trường học hoa hậu này hái lén luôn. Trong lớp của Hen á, có một kỷ niệm nào không bao giờ Hen quên không? Dạ có chú ạ. Còn nhớ là trong cái lớp kia của con, lúc đó là con học lớp 7A1 ở bên đó. Lớp 6, lớp 7, lớp 8 là lúc đó con rất là ngại giao tiếp, mở miệng ra nói chuyện với các bạn là người kinh. Thành ra là mỗi lần mà con muốn thích bạn nào trong trường á, không phải thích trai đâu nha chú, thích các bạn với các bạn nữ là con thường chơi là viết thư. Xong rồi gặp bạn đó cũng không dám nói, khều khều đưa cái thư làm quen. Bây giờ vô vị trí đó coi, còn nhớ cái vị trí bàn số mấy không? Dạ có ạ, bàn ghế đã thay đổi nhiều rồi chú ạ. Hồi xưa là con ngồi ở bàn này tại vì con cao, con ngồi kế bàn đằng sau một bàn. Dạ. Coi như chú là bạn trai ngồi trước đi, con viết thư vậy. Hồi đang chăm chú nghe giảng bài. Bạn sao ồn quá, để tôi học nha. Đó hồi lúc mà con nói chuyện vậy á chú ạ. Đây không chỉ là tình trạng của Hờ Hen đâu, mà tình trạng của nhiều người học sinh lắm. Cũng không có phải nhất thiết là người mình thích đâu, mà là ví dụ như là những cái người bạn khác, ví dụ là tí nữa học xong mình đi hái xoài nha, cũng là ghi giấy đưa. Nhưng mà con thắc mắc tại sao đề điểm đó ra chơi mình không nói, mà cứ phải trong lớp mới có những cái ý tưởng đó. Chú con có thêm một cái lá thư nữa, đó là lá thư con kết bạn với những người mà con ngại nói chuyện. Nhưng mà không phải là bạn trai đâu, mà là bạn nữ. Con sẽ viết dài hơn, tâm sự nhiều hơn, khen bạn hay là làm gì đó. Nói chung là viết rất là nhiều luôn. Xong rồi gấp hình thù vẽ hoặc là sơn lên rồi tặng cho bạn con. Con còn ký ức những dòng chữ đó không? Dạ có. Nào, ví dụ như là lúc đó là con quý một bạn, một bức thư kiểu như ngắn gọn vậy thôi. Cái cây này cây gì lạ rồi anh nhờ? Đây là cây lục bát. Ăn được không? Dạ, ăn ngon, nó có rất là nhiều hạt. Nó sẽ giống trái mãng cầu Tây á, nhưng mà nó sẽ ngọt hơn, thơm hơn, bùi hơn và cái màu nó trắng trắng. Buông đây đây có một cây lục bát. Buông của chú có cây bình bát. Bình bát. Đây là một trong cái điểm nhấn, một cái điểm rất là đẹp của Hờ Hen đây. Dạ vâng ạ. Điểm. Đây là dự án nước sạch để uống dành cho buôn. Hồi xưa là ở quê con là mọi người đi múc nước ở suối á. Nước bây giờ nó không có được đảm bảo nữa. Thì cái nước này là nước lọc sạch luôn để cho mọi người có thể uống. Học sinh uống vậy nè. Đã quá, nước sạch. Cảm ơn Hoa hậu Hoàng Vũ Hờ Hen đã có những dự án cộng đồng rất là tuyệt vời. Tính ra là dự án nước là trong vườn nhà của con luôn. À, vườn nhà luôn hả?
Hey, bây giờ mình vào cổng sau của Hậu rồi ha. Dạ, đây là vườn của gia đình chú ạ. Chỉ để trồng rau thôi. Đây là cây chồi mồi nè chú. Chồi mồi là gì? Cây chồi mồi là cái trái ở trong rừng á mà con mang về. Tại vì đây cũng là một phần ký ức của con. Cứ mỗi buổi chiều là lên rừng để hái. Ăn được không? Dạ có, nhưng mà bây giờ là chưa có trái. Cây trái nó ra đẹp kinh khủng luôn á chú ạ. Đây là nhà dài. Ở đây là có củi thường xếp như vậy. Dạ, thì đây là những cây văn hóa mà rất là dễ nhìn thấy. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái văn hóa mà rất là tuyệt vời, sẽ mang lại năng lượng, niềm vui, cũng như là một cái gì đó, niềm tin về một tương lai gọi là rực lửa hơn, qua ánh lửa. Nên là sẽ mời chú Quyền Linh đến với một đêm rất là đặc biệt. Đây là một điều đặc biệt mà con rất là ít chia sẻ luôn. Có thể nói thời gian trôi qua rất là nhanh. Như vậy một Hờ Hen đã lớn lên từ trong buôn làng, từ trong con suối, con nương, lớn lên từ không khí của đại ngàn. Và đặc biệt là trong đó có ánh lửa. Dạ, thật sự là khi mà nhìn ánh lửa thì có rất là nhiều cảm xúc ùa về. Đầu tiên mà mình được nhìn thấy những người lớn họ đốt những cái ánh lửa như vậy. Và tới cái thời khắc mà mình tự cầm cái đuốc để châm lửa là một cái màu sắc khác. Hầu như là người ED của con hay nhà của con tới thời điểm hiện tại mọi người vẫn thích nấu bằng củi. Ánh lửa này rất là quen với gia đình của con. Con nhớ cái thời điểm khoảng tầm cấp 1 của con á, lúc đó là điện chưa có về làng. Một là đốt đèn dầu, nếu mà hết dầu thì chỉ có đốt bằng củi vậy thôi. Ánh đèn này cũng là một ánh đèn mà soi sáng để con ngồi học ấy. Vào những cái dịp tháng 11 tới tháng 1 đó là thời tiết khá lạnh. Thường ở thời điểm đó thì ông bên cạnh con, ông hay đốt những cái lửa này xong con trải chiếu ngồi kế bên ngồi viết học. Buổi sáng là thường con cũng hay dậy sớm để học bài. Thì mẹ cũng là người đốt cái lửa để nấu đồ ăn thôi. Hay là cái lúc mà con tập tành nấu ăn nữa. Nó hay bị bỏng tay lắm. Tại vì lúc đó là vừa chăm em mà vừa đốt lửa để nấu đồ ăn cho cả gia đình. Con rất là nhớ cái thời điểm mà rất là lạnh ở quê con luôn. Thì ba con nhóm một cái lửa ở ngoài đường á. Lúc đó là thường là cuối tuần là mọi người sẽ không có đi làm. Buổi sáng hay buổi chiều ba hay nhóm lửa đó, xong mấy chú sẽ ngồi lại với ba rồi ngồi tâm sự về cuộc sống. Những đứa trẻ nhỏ nhỏ như con á là cứ có cái gì kiếm cứ quăng vô lửa để nướng. Thường là mùa mưa sẽ có bắp nè, khoai lang. Dạ. Trời ơi, bây giờ mà có bắp khoai lang mà nướng như này đó thì tuyệt vời ha. Dạ vâng ạ. Nhà con trời lạnh á, lúc đó kiểu như hơi bị thiếu quần áo thì thường là mẹ sẽ nhóm bếp như vậy. Gia đình con là 6 anh chị em, là có mẹ với ba, xong rồi tụi con cứ ngồi chen chúc cái bếp của nhà con. Tới thời điểm hiện tại vẫn còn dùng cái bếp đó. Dạ, khoảnh khắc đó con cũng thấy rất là hạnh phúc. Những cái ánh lửa thế này thì chắc nó cũng không gì xa lạ với người đồng bào, đặc biệt là ở vùng cao nguyên như thế này. Có thể là lễ hội là những cái dịp rất là quan trọng mà mọi người sẽ thiêng về cái niềm hạnh phúc. Con nhớ cái cảm xúc mà lần đầu tiên mà con được thấy khi mà con lúc đó còn bé mà nhìn những người lớn họ nhảy múa xung quanh á. Đó. Đó là mình cứ nhìn về ánh lửa, mình ước được lớn như tất cả các anh chị ở trong buôn, được nắm tay, được múa nhạc nhịp xoang. Mà lúc đó mình còn nhỏ, mình cứ đứng rìa này nè. Phải chăng là trong một Hờ Hen luôn luôn có những cái năng lượng từ những cái ánh lửa thế này, dạ, để có thể vượt qua rất là nhiều cái khó khăn, những cái vất vả trong cuộc sống, dạ, để trở thành một hoa hậu như bây giờ? Con nghĩ là có, ánh lửa cũng là một cái gọi là tiếp thêm cho con năng lượng. Con rất là nhớ cái hình ảnh mà con trở về quê, cái thời điểm mà đón con trở thành hoa hậu ấy. Lúc đó là mọi người đốt lửa rất là lớn luôn và con có cơ hội châm lửa. Khi mà con mới nhóm lên một cái là lửa bùng lên, con thấy được cái sự gọi là giống như là một cái cơ hội, giống như con chạm được cái vị trí đó đó. Thế là hào quang bực lên bự, mà lúc đó con cảm giác rất là hạnh phúc luôn. Rất là nhiều người xung quanh con và mọi người cùng cổ vũ. Và đó cũng là lần về quê của con mà con rất là nhiều cảm xúc luôn. Cái bắt tay, cái ôm của tất cả mọi người hay mọi người cười hạnh phúc cũng làm con xúc động. Mặc dù lửa rất là nóng nha chú, nhưng mà mọi người múa hát những bài hát của người đồng bào của con á. Múa xoang, dập xong. Thí dụ con thử nè, cái nào thử nào. Mỗi lần mà chú đi đâu mà vùng cao hay là đến một cái nơi nào đó mà có đồng bào dân tộc sinh sống đó, chú rất là thích không khí bên ánh lửa này. Dạ. Mọi người nắm tay nhảy, thậm chí là có còng, có chiêng gì đó ha. Dạ, đúng rồi, sẽ có còng, có chiêng, xong người hát bên lửa bập bùng chẳng hạn đó. Cứ đúng vậy chú. Nhưng đấy, mà cái hay của mọi người đó là mặc dù lửa rất là nóng nhưng mà vẫn dồn lên. Dồn lên đúng không? Một cái bài thì ED nào đó không? Bình thư cơ manh,
hờ hờ nhìn ra. Bài này là bài hát nam nữ á chú ạ. Dạ. Chú không biết tiếng ở đây. Đó, ví dụ con hát bài con thứ của mình hờ hờ nhìn ra. Bài ra. Đây bên y là ơ dòng nga. Dòng thì chú sẽ hát là dòng buôn buôn Sài Gòn ơ đại à. Dòng buôn Sài Gòn ơ đại à. Đó. Đó là bài hát mà mọi người thường rất là thích hát. Nó ý nghĩa gì em? Đây là một cái câu hỏi thăm đối đáp nam nữ. Dạ. Chú ơi là một cái câu mà rất là quý mến á. Giống như là bé cưng hả? À, cưng thiệt là cưng hả? Dạ, cưng thiệt là cưng. Là ở trong buôn nào thế? Thì cái câu hồi nãy là con nói chú là chú ở buôn, ở trong Sài Gòn. Chú ở buôn Sài Gòn. Chú ở buôn thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ con hát nguyên một bài để thử chú nghe coi chú thích, rất thích về đời hiệu đó đó. Vậy thì con sẽ tự hát đúng thế, rồi, tự hát luôn đúng nghe. Rồi, tự hát hát luôn đi. Nhưng mà con cũng không thuộc hết đâu. Kể nó được lúc nào hay lúc đó thôi. Hào hào nhớ ra. Lai buôn y là ơ chủ điện, buôn sinh điên là ơ dòng ngà. Hào hào nhớ ra. Ơ la vật đụt cú là la. Ơ la cái chủ rốn gan là la. Rồi cứ điệu như vậy á, rất là bập bùng luôn. Bố tôi ra Sài Gòn. Quên Sài Gòn là ở đây à. Dạ. Tao cũng nên nghĩ rằng trong cuộc sống chúng ta luôn luôn hướng về những ký ức như thế, những kỷ niệm như thế. Nó chính là tinh thần, là động lực, là niềm vui chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục bước qua những chặng đường mưu sinh tất bật đầy khó khăn. Cảm ơn Hàng rất là nhiều về câu chuyện từ hồi sáng đến bây giờ luôn, truyền của ta những năng lượng tích cực. Dạ, cảm ơn tất cả những cái sự đón xem trong hành trình vừa rồi của Hen. Hen chia sẻ lại những hành trình tuổi thơ của mình để tất cả quý vị có thể thấy rằng là Hen không phải là được sinh ra là có tất cả mọi thứ, nhưng mà qua những cái hành trình được rèn luyện, được trưởng thành, được dạy dỗ ở trong cộng đồng mà Hen có được ngày hôm nay, Hen luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì những cái điều đó và trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của Hen. Và Hen cũng chúc cho tất cả quý vị hay là những bạn trẻ sẽ luôn có những cái ước mơ và luôn theo đuổi những ước mơ của mình, dù có khó khăn hay là vất vả, hay thậm chí là mình bị té ở một cái vực khá sâu, nhưng mà cứ mạnh mẽ bước lên, rồi có một cái cơ hội nào đó chúng ta sẽ chạm đến những cái thành công, phải không chú? Tuyệt vời.